Rồi hello, xin chào cả nhà mình nhé. Hôm nay Toàn tiếp tục lên cho anh em mình một đơn cây sâm hương. Đây thì sâm hương Toàn vẫn bán như giá cũ nha cả nhà ha. Combo 5 cây là 300.000 bao ship. Còn anh em nào không thích bao ship thì cứ 250.000. Đó, Toàn ship code toàn quốc cho anh em mình luôn. Đó, tương đương với một cây 50.000 á. Đó, còn ship thì thêm 50.000 nữa là 300. Thì cứ 300 thì bao ship, mà anh em nào không bao ship thì 250.000 ship, anh em tự chịu giúp Toàn. Cây nó như thế này, mẫu mã nó như thế này. Đó, Toàn cắt giật rồi, Toàn cắt giật nên là những cái đầu lá nó có xuống lá nhỏ lại nè. Đó, lá tròn và rất là đẹp nha cả nhà. Đó, đang cắt giật xuống nè. Thì chiều cao của khi mà Toàn cắt giật thì nó tầm còn khoảng 20 cm thôi. Còn cây thì có cây thì to gần bằng ngang ngón tay trỏ đây. Đó, tại anh em nào mua trước thì được cây lớn hơn. Như đơn hàng này Toàn đang lấy hàng mẫu ra, Toàn bỏ bị, Toàn gói, Toàn gửi cho anh ở Bến Tre nè. Anh Bến Tre là 5 cây nè. Cái số 1 này, rễ nè anh em nè, rễ nó như vậy hết nha. Rễ già rất là nhiều, lớn to. Về chỉ cần rửa ra là chúng ta xếp đế được rồi. Rửa ra xếp đế, chúng ta bắt đầu chúng ta xử lý cành, chi đó làm. Đó, anh em thấy không? Hạt là anh em mà thích thì cứ cắt giật đây chúng ta nuôi. Nuôi từ từ lên. Đó, cắt giật bấm này chúng ta cứ nuôi. Dòng sâm hương chúng ta cắt giật thì nó sẽ đi chi cành lại liền nhanh, rất là nhanh anh em ha. Rất là khỏe. Mua những cây giống tốt, bộ rễ, bộ đế khỏe như thế này thì về chúng ta cắt giật chúng ta làm tay rất là nhanh. Đó. Cây số 2 này, cây số 2 thì tương đương nhỏ hơn một xíu nè. Như Toàn nói là có cây to, có cây nhỏ nè. Cây này thì nó ngang ngón tay tay út. Cây này nó to ngón tay út xíu. Rồi, cây này thì nó nhỏ hơn nữa. Đó, ví dụ như vậy, cây đây thì nó nhỏ hơn ngón tay út xíu thôi. Đó. Nhưng mà cam kết là từ cỡ này trở lên, từ cỡ này trở lên nha cây nha, không có nhỏ hơn nha. Cây rất là đẹp luôn nha. Từ cỡ lên. 3 cây. 4 cây. Cây thứ tư nè. Cam kết rất là khỏe, cây đẹp, rất ok. Và bộ rễ nó thì bao phê cho anh em mình luôn. Dỡ ra thì y chang cây số 1. Đây 5 cây nè. Cây to khỏe đều đẹp. Đó. Cam kết là cây đẹp, bao phê cho anh em mình luôn. Tán thì ở đây cắt giật theo kiểu tán ấy, còn anh em về thì cứ nuôi đăng đế xem, tại vì mình nuôi thân trước để mình làm. Về thì dễ lắm, như Toàn làm thì Toàn cắt giật, Toàn đưa lên thì nó cũng, anh em mình làm cây to cây nhỏ thì đều được nha. Cây to ví dụ như cây to Toàn làm cây to, Toàn cắt giật cây to cỡ như đây Toàn cũng bình thường. Trà mương nó rất là mạnh đây, ở đây Toàn nuôi to, phôi to như đây Toàn cắt giật bình thường. Này Toàn cũng nuôi to nữa, Toàn chưa cắt. Cỡ đây cũng có này. Anh em nào thích mua những dạng phôi to để inbox Toàn nha. Đây phôi to này. Còn dạng đó là siêu mini này, loại nhỏ này. Đây phôi to nó là cả nhà. Cả nhà mình thấy phôi to chưa? Anh em nào thích mua những phôi to này thì inbox Toàn. Còn dạng đó là dạng Toàn chấp đế này, chấp đế này. Đó, cái này là nếu mà anh em mình chịu có chấp đế thì nó có những cây chấp đế như thế này cũng rất là duyên. Đây, em nào thích dạng chấp đế này. Đây là chấp đế. Cái này là chấp đế trên đế nôm nổi để cho ôm đá. Đế nôm nổi ôm đá này cả nhà. À, đế nuôi nôm nổi ôm đá. Loại này 250.000 một cây. Đó, cái này về ép đá làm tiêu cảnh nông bộ là ok luôn. Cái đồng bể chi cơ bản như này nó còn non cành quá. Nên là chỉ cứ bể cơ bản vậy thôi. Hình cơ bản vậy thôi. Đó, còn cái loại mà xếp đế chạy 24 giờ thì Toàn cũng bị bên kia. Loại đó Toàn còn đang gói đóng hàng cho khách. Nên Toàn chưa quay cái loại xếp đế chạy đó nha cả nhà ha. Đó. Loại đây là loại xếp đế chạy này. Xếp đế chạy này. Còn ủ bầu như thế này mà nó cũng đi mầm rất là khỏe này. Loại này thì Toàn chưa ấy, Toàn đang giao lưu cho những khách. Toàn đóng hàng hết cho khách khác rồi. Nó còn loại này, có loại này cũng rất là đẹp. Loại này thì 250.000 nè. Loại này là sâm hương chung. Các nhà mình xem bao đẹp luôn. Cái này là sâm hương sai chung. Cái này 250.000 nè. 250.000 bao ship nè, ship code toàn quốc cho anh em mình nè. Cũng là sâm hương nha cả nhà. Ở cả nhà nào thích thì cứ inbox Toàn. Đó, rất là đẹp. Sâm hương. À, Toàn còn cặp sâm hương, một cặp Toàn còn một cây sâm hương đổ này.
cái sâm đưa hương đổ này anh em nào kết thì bóc xong nha. Cái sâm hương đổ này, cái này thác đổ này, cái này rất là già, nuôi lâu rồi. Và một cây sâm hương nguyên đệ, sâm hương nguyên đệ anh em nào chốt thì bóc xong ở đây nha. Tao có quay một cái clip riêng về sâm hương nguyên đệ, anh em nào thích cái cây sâm hương nguyên đệ toàn add Zalo toàn gửi thêm riêng sâm nha. Thôi toàn xin xếp xuống video nha, video này cây giống nên toàn quay ngắn thôi. Anh em nào thích cái những dòng khác, ví dụ như là hải châu, hoa giấy, hoa giấy, hoặc là sâm trái, anh em nào thích sâm trái inbox toàn nha. Sâm trái giống còn rất là nhiều, sâm trái giống này cây rất là khỏe này, đọt chi cành nước mầm lên. Cái dòng sâm trái này là sâm trái nu xù nha cả nhà ha, cái da nó nu xù, trái rất là to, trái to tròn. Bữa có cây nó đang ra trái đâu, tổng quay cho các anh em mình xem cái trái nó. Trái nó to tròn đẹp lắm. Đây, trái nó đây cả nhà. Trái của cái cây sâm trái nó đang chín này. Đây. Trái to tròn rất là đẹp. To tròn, nó có cái khía đầu đây như hình trái táo mà trái táo thu nhỏ vậy đó. Đó, rất là tròn nha cả nhà. Sâm trái nu xù này. Hàng trong cành rất là đẹp.